giảng người ta, giảng người ta cái đầu đó. Ngã một cái in luôn kìa. Đang đi thì té cái in liền kìa. Thấy lên đi mạnh quá sư phụ. Chị này gần đây không ạ? Không, không giờ mới hết. Ừ. Đây. Quen. Chào, chị mơ tới đây nó hết chưa? Còn một túi nữa. Hết rồi đó. Mày có sao đâu? Cái xác này mình mượn cái xác của người ta cho nó tỉnh táo, không có để cho nó mệt cái xác, nghe chưa? Lần sau nó không cho mượn nữa. Cái này không có cho mượn, chỉ theo mà cho nói thôi, chứ nghe chưa? Không có theo cái xác nữa. Bây giờ cái gẹp của quyền, bây giờ mình lớn tuổi rồi ha, mình phải về cửa quyền mình phục vụ cho ông bà thôi. Rồi ông bà chừng nào ông bà cho đi học mình đi học. Bây giờ mô Phật này con nói một câu đi, bây giờ bà muốn theo bên đây mà muốn theo con. Đi về cửa quyền để học nha. Về cửa quyền phục vụ cho ông bà, xong rồi ông bà mới cho đi học. Chứ giờ mình đi lên cho nó học, ai nhận mình biết ai là ai đâu. Chờ cho bà thêm điện nữa, đỏ cho bà. Thôi bây giờ nè, bà nói tên đi, bà theo bên đó thì tự bà chọn nghe không. Nếu mà về núi không cho bà đi, còn theo cậu thì về cửa quyền theo đi. Cửa quyền là cửa quyền nhà, cái cửa quyền nhà chứ, của bà đó hả? Chứ đi theo con cửa quyền con sao theo nữa. Người ta biết cửa quyền người ta về rồi. Ừ. Người ta không biết, người ta mới nhờ mình trợ đó. Nghe không? Bây giờ là mình về cửa quyền xong. Cửa quyền. Rồi chừng nào cửa quyền cho mình đi học mình mới đi học. Đi chỗ này đang yếu đâu có đi được đâu. Có thể nào đi được không? Đã người ta tốt ra đi mà kiểu đi tự đi sao được, người ta đủ lực ta đâu có nhờ mình. Sao giờ ý sao không nói sao nói. Bây giờ bà muốn sao? Bà muốn ở nhờ nơi đây rồi con đưa bà về núi, con xin trên đó cho bà về bà tu hay sao? Hay là mà muốn về cửa quyền nhà bà như cái lời bên Nam này nói. Từ từ nói con cháu nó đúng. Đi núi đúng không? Rồi. Ở đây con xin chỗ đây nha, con xin ở giờ. Rồi bây giờ nè mình đau nhức mỏi ở đâu? Người ta xả cho bà. Làm. Nước hả? Nước biển. Đi đâu ra đó? Ở đây cho nó bán đồ cho bà, bỏ hai bộ đồ. Con cho bạn bộ đồ cho bà ấm nha. Bà ở đỡ đây 30 con gấp bà về núi, con xin trên đó con cho bà về trên đó bà tu nghe không? À, bây giờ nè, bây giờ mua cho bộ đồ bà mặc. Xong rồi bà đi, bà không có mà dựa cái xác nữa nghe chưa? Vì từ bi hỷ xã nha, không có hành cái xác. Mua Phật. Mua cái gì? Quần áo nha. Còn cháu bả nữa, bữa nãy cũng vô quanh đó. Hiện đó quanh mua cho bộ đồ nữ, nam hay nữ?
nữ, nữ một bầu còn trẻ nữa để mua ở quanh đó luôn. Rồi như đó rồi, bây giờ nè xong rồi, bây giờ con xin ở đây ông chủ đất, bà chủ đất ai cai quản ở đây, con xin cho hai bà cháu bà tá túc nơi đây tới nửa đúng bữa 30 con sẽ rước bà đi về núi nha chưa. Nên đó sẽ có chư thần hộ pháp, có người đưa bà đó chôn đi học đàng hoàng, chứ bà không biết của quyền bà nên bà đi dắt dớt những người ta mới bắt bà, chứ còn có của quyền bà không ai bắt được đâu nghe. Thôi bây giờ nè để bà chờ đi vô, con xin nhận đồ đàng hoàng là xong bà đi nha không. Bây giờ con xin cho bà ở đây là bây giờ bà nước bà chỉ nợ con đi có 30 con cho bà ăn cơm thành thân bà đi ở đây rất là nhiều cũng lòng cũng nộng mà con chỉ nợ có của quyền là về mất rồi chịu không. Bà nó mua đi một bạc rồi lại đi xem đi rồi không lên cấp đồ của bà. Giấc bên kia nó mua giấy tiền vàng bạc nữa ta. Thôi ở đi tu đi khỏi đi. Tới bữa đi rồi con cho bữa nữa là đi. Đi theo có thằng Nam bên đó nó phải không? Nó biểu đem về nó gửi lên chùa mà cuối cuộc nó không gửi phải không? Sao mệt quá đi thiệt trước người ta về sao không cho người ta về núi vậy? Mà là bắt bà ở bên Nam đó phải không? Thôi giờ không có thù quán hay hết, quan gia tới chủ của mình thôi, mình cũng như cái duyên nghiệp nữa đang quá giải được người khác cứu mình rồi. Người ta làm gì kệ người ta, ai làm gì nấy biết, hay làm gì cũng không qua cái lực thiên hết. Khi này mà gặp ở đây con để con về núi con sẽ đem bà về trên cấp con xin cách như vậy trên đó con cho bà. Bên đây có tí quét chứ bả tiền nổi. Bên đây nè, bên đây đấy, qua đây. Từ từ bà già mà ông vô nói chung là ông lớn khẩu quá bà sợ lắm. Không phải, con mốt cô đừng có ấy vậy. Cái phần người ta làm với nhau chứ con hại con mà ông ấy ổng ghét luôn. Đừng có nạt, không có ý con mai nó già nạt chứ... quá từ từ đừng có nạt, nạt quá chứ cái căn của nó bây giờ nó đang loạn với nó đang yếu, con cứ nói ghét nó không có tập trung được để nó nhận cái điểm để nó lên. Lúc mà người ta vô rồi từ từ mình hỏi người ta xong bắt đầu mới nói, chứ người ta cần người ta tự nói à, chứ cô giảng mấy cái đó người ta đâu có hiểu được. Từ rồi. Như vậy cái cửa quyền á là cửa quyền của người ta, con đâu có rước ai về cửa quyền con làm gì? Bỏ vậy cô mai nói gì mà ủa sao là cửa quyền người ta biết người ta về rồi. Về cửa quyền nhà ta. Anh thủ đi, anh thủ bà. Xong xong cho bà đồ anh, con xả chừng xin đi, về con xả cho bà ăn cái đi, bà nó biết. Thôi tha cho bà đi, bà không có gửi dần về núi thì lấy đồ mặc áo rồi để cho để bên đây mà hỗ trợ cho bà về núi tu, ai gửi cũng được mà tại mình đem người ta về mình không gửi người ta mới đi thôi, thôi tha cho người ta đi, quá giả gì nữa nhiều mà tha cho bà đi, đi mời cháu của bà, hai bà cháu trốn đi không, giống như người tạm qua, hôm nay con cho bà đồ xong rồi bà đi liền nhé không, nhận đồ xong hai bà cháu bà đi, cho bà con có tên gì, bà nói cái tên con biết tên gì. Cháu mà tên gì? Không biết thì giờ con cho đồ nhận liền tại đây nha không? Nè vô đây, để đây đi. Lẹ lẹ. Cho đồ đi. Bà ra đây bà nhận này nữa không? Ra đây, qua đây hỗ trợ cô đi. Mô sinh mô Phật, con sinh lên trên địa phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Linh Hộ Pháp. Tại thầy các thầy địa sao nên chuyện đó ở đây con cho anh giảng lên trong sinh viên của cái miếu này. Ở đây nhân viên con gây viên rồi cái bà cốc lão già với một cái hộ nè. Ồ, đẹp không? Con này đẹp không? Bà nhận trước đi, hai bà cháu nhận luôn, bà màu nâu cháu màu nâu xám, nhìn nè, nhìn qua nhận nè, hai bà cháu ra đây cho mặt luôn, ra mặt luôn, đứng ra mặt luôn, mặt liền luôn liền, đỡ lên ra mặt liền, đứng đi ra mặt liền, mặt luôn, giữ cái điểm đó, giữ cái điểm đó, chắp tay là giữ cái điểm đó, đỡ tay là chắp tay, vô lấy đồ mặc vô, áo vô, mặc vô, mặc vô, mặc vô, mặc vô, đi ra đây, mặc áo vô, mặc vô đi lên, mặc vô, cầm vô, ô,
xong bà lại bà tạ ơn bốn hướng bà nghe. Vô. Lấy cho cháu luôn. Bà đã xong chưa? Tiền có túi nha. Tiền bỏ túi. Tiền bỏ túi liền. Bỏ hết luôn. Không có túi, không có túi. Bỏ vô, bỏ vô. Hết vô. Bỏ tiền đi nghe. Chị Bình cho bà khỏe lại nha. Khi mình yếu người ta vừa người bạn ta yếu nữa, yếu luôn.
tại vì khi người ta bị sao rồi khi mình bị dài rồi chứ mình không khỏe rồi cũng gì nổi đâu. Rồi lại cái đi, dài lại đi.